Ngày 8 tháng 11, Công an thành phố Huế cho biết cơ quan này vừa bắt giữ một đối tượng buôn bán ma túy số lượng lớn trên địa bàn. Đối tượng bị bắt giữ là Mai Văn Hải Hoàng, sinh năm 1973, trú tại 43 Hoài Thanh, phường Thủy Xuân, thành phố Huế. Trước đó, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Huế và Công an phường Thủy Xuân nhận được nguồn tin đối tượng Mai Văn Hải Hoàng buôn bán ma túy nên tiến hành theo dõi để bắt quả tang. Sau một thời gian theo dõi, cơ quan công an ập vào kiểm tra đột xuất nơi ở của Hoàng tại số nhà 43 Hoài Thanh, phường Thủy Xuân. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện tại nhà của Hoàng có 2.317 viên nén màu đỏ và 20 viên nén màu xanh được đối tượng này cất giấu. Tất cả số tăng vật này đều là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến. Làm việc với cơ quan công an, Hoàng khai nhận số ma túy này được đối tượng mua về để bán cho con nghiện trên địa bàn thành phố Huế nhằm kiếm lời.